Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự về chủ đề nhà vệ sinh tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, vấn đề cần quan tâm. Trong mục Nét đẹp xứ Nhãn là câu chuyện về niềm đam mê với nhiếp ảnh của gia đình nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Vi Quang ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục Muôn mặt đời sống. Hưng Yên hiện có 4 khu và điểm du lịch cấp tỉnh với những di tích, cụm di tích là các công trình kiến trúc nghệ thuật và lịch sử văn hóa có giá trị. Song tại nhiều di tích, công trình nhà vệ sinh lại chưa đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thậm chí có nơi xuống cấp bẩn thỉu, để lại ấn tượng không tốt cho du khách tới tham quan. Đây là khu vệ sinh tại Văn Miếu Xích Đằng, thành phố Hưng Yên, một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến. Nhà vệ sinh nam và nữ đều nhỏ hẹp, xuống cấp và bẩn thỉu. Người đàn ông này là một cư dân sống gần Văn Miếu Xích Đằng đã nhiều năm nay. Với ông, Văn Miếu vừa là niềm tự hào với tinh thần hiếu học và nền văn hiến Hưng Yên, vừa là nỗi ái ngại khi nhắc tới công trình vệ sinh. Rất là xấu hổ đấy, vì nó không đảm bảo mà, vừa đáng lẽ phải tu sửa ngay, mà phải có cái người chăm lo thường xuyên, tức là ít nhất là một tuần cũng phải dọn được đôi lần. Anh Nguyễn Hoàng Nghiệp, giám đốc công ty du lịch Phương Việt, đã tổ chức nhiều tour du lịch thăm các di tích trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Vấn đề nhà vệ sinh tại các di tích là điều anh cảm thấy lo ngại. Người ta đi vệ sinh vào đến cửa mùi hôi, người ta lại quay ra, người ta phản ánh luôn, người ta bảo là chắc chỉ đi một lần thôi. Tỉnh Hưng Yên hiện có một khu du lịch là khu du lịch Phú Hiến với 19 di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến. 3 điểm du lịch cấp tỉnh là đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, đền Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi và đền Đậu An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Trong số 22 di tích này, còn 9 di tích nhà vệ sinh không đạt chuẩn, xuống cấp, bẩn thỉu. Một số di tích đang nằm trong cái giai đoạn triển khai các dự án mở rộng khuôn viên di tích. Vì vậy là các cái công trình phụ trợ là đều nằm trong cái quy hoạch đấy. Và khi các cái dự án được triển khai thì các cái công trình phụ trợ nhà vệ sinh thì sẽ được tu bổ tôn tạo. Nằm trong khu quy hoạch nên nhà vệ sinh không có phương án tu bổ sửa chữa. Thế nhưng khi nào thì triển khai dự án mở rộng tu bổ tôn tạo các di tích này vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Và trong khoảng thời gian ấy thì công trình nhà vệ sinh của di tích vẫn là nỗi ám ảnh của du khách tới tham quan. Sở Văn hóa Du lịch cùng với các sở ngành và Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu tích cực đối với Ủy ban dân tỉnh để xây dựng các cái nhà vệ sinh công cộng ở tại các cái di tích đạt chuẩn. Ở thời điểm này, quan điểm nhà vệ sinh là công trình phụ đã không còn phù hợp. Xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của con người ngày càng cao, đặc biệt là với du khách. Họ cần những nhà vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo như vệ sinh tại nhà. Trong bối cảnh nhiều di tích trên địa bàn tỉnh có nhà vệ sinh nhỏ hẹp, bẩn thỉu và xuống cấp, thì tại Chùa Chuông, một di tích lịch sử kiến trúc cấp quốc gia nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến, thành phố Hưng Yên, từ năm 2019 đã có khu vệ sinh hiện đại, sạch sẽ, tạo ấn tượng tốt với du khách. Lý do là vì với trụ trì ngôi chùa này, nhà vệ sinh không phải là công trình phụ. Năm 2019, khu vệ sinh này tại Chùa Chuông được xây dựng đáp ứng nhu cầu đi vệ sinh của du khách tới tham quan chiêm bái. Vị khách này lần đầu tiên tới vãn cảnh Chùa Chuông, ngoài trầm trồ bởi vẻ cổ kính của ngôi chùa, thì nhà vệ sinh là điều khiến bà rất ấn tượng và hài lòng. Khu vệ sinh ở đây thì tôi thấy là thứ nhất là đi vào trong đấy là cái nhà vệ sinh rất sạch sẽ. Thế và đi vệ sinh xong thì giật nước xong và đi ra ngoài thì có nghĩa là có cả chỗ rửa tay và có cả xà bông rất đàng hoàng. Thế nên là tôi thấy là cái vệ sinh là nó đảm bảo. Diện tích đủ rộng, thiết kế thoáng, hài hòa với kiến trúc các công trình lân cận là điều gây thiện cảm cho du khách. Để duy trì sự sạch sẽ của công trình nhà vệ sinh, nhà chùa có riêng một người phụ trách việc lau dọn vệ sinh hàng ngày, kể cả trong thời gian chùa ngừng đón khách vì dịch Covid-19. Trước hết là phải quét một lượt sạch sẽ đi, bắt đầu mới là dọn đến vệ sinh, xong là bắt đầu mới lau lên nền nhà. Trước khi vào vệ sinh là phải đổi dép. Khi mọi người quan khách đường xa về 50 cây, 30 cây trước khi lên lễ Phật cầu phúc thì cái nhu cầu đầu tiên là phải vệ sinh cá nhân. Thì chúng ta phải xây dựng công trình vệ sinh thật là đảm bảo, an toàn, sạch đẹp. Khi xây dựng được rồi thì chúng ta lại còn phải cái công tác duy trì, bảo trì, luôn luôn vệ sinh sạch sẽ. Thế đó cũng là một ấn tượng tốt cho du khách. Xây dựng và giữ gìn nhà vệ sinh luôn sạch sẽ không khó,
Cái khó là làm sao để thay đổi tư duy nhận thức về vai trò của nhà vệ sinh đối với giá trị của mỗi di tích, của những người có thẩm quyền và trách nhiệm. Di tích muốn thu hút được khách du lịch, ngoài những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời thì cần phải xây dựng được cảnh quan và môi trường sạch đẹp. Ghi nhận tại đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu và chùa Phúc Lâm Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu vừa được khoác lên mình một diện mạo mới sau quá trình trùng tu tôn tạo di tích, tôn tạo cảnh quan. Tổng nguồn vốn là trên 14 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của địa phương là 5 tỷ. Khuôn viên di tích rộng rãi và sạch đẹp, công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên. Thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát, đây là địa chỉ du lịch hấp dẫn của tour du lịch sông Hồng. Ủy ban nhân dân xã cũng như là ban quản lý di tích cũng đã kiện toàn lại cái ban bảo vệ, ban vệ sinh môi trường trong khu di tích, đầu tư một số cái trang thiết bị cho phục vụ cho cái công tác là vệ sinh môi trường, cũng như là một số cái hạng mục như là cái khu tập trung để rác thải và vận động tuyên truyền nhân dân là không xả rác bừa bãi trước khu nhà bia. Vài năm trở lại đây, chùa Phúc Lâm Tiên Quán ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động được biết đến là một điểm du lịch tâm linh mới. Mặc dù chưa phải là điểm du lịch cấp tỉnh, nhưng bằng nguồn xã hội hóa, ngôi chùa đã xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, thanh tịnh. Nhờ đó, ngôi chùa đã có những thay đổi lớn, từ chỗ chỉ là một ngôi chùa làng nhỏ bé thành một điểm du lịch hấp dẫn. Để có thể phục vụ tốt và đón được đông các lượt khách, Phật tử, rồi nhân dân, mọi người đến tham quan chiêm bái, thì cái cảnh quan môi trường xung quanh, đường đi nối lại, kể cả những công trình phụ phải hết sức là đầy đủ, thuận tiện, gọn gàng, thì sẽ giúp cho khách họ đến đó họ cảm thấy thoải mái hơn và có thể là đón họ trở lại thăm được nhiều lần hơn. Và chính những cái công trình phụ trợ ấy, là đường đi nối lại, cảnh quan và kể cả công trình vệ sinh, sẽ giúp cho cái di tích đó được đầy đủ và thu hút được khách đông hơn. Một di tích muốn thu hút khách tham quan, phát triển du lịch, ngoài những giá trị lịch sử văn hóa vốn có, cần được xây dựng cảnh quan thiên nhiên và vệ sinh môi trường sạch sẽ. Điều này cần những chiến lược tổng thể và toàn diện hơn cùng sự góp sức của những tổ chức cá nhân liên quan. Hơn 20 năm tham gia sáng tác văn học nghệ thuật Hưng Yên, nghệ sĩ Ngô Vi Quang luôn thể hiện niềm đam mê và tâm huyết với phong trào nhiếp ảnh nghệ thuật và như được tiếp thêm ngọn lửa khi con gái của ông cũng có chung niềm đam mê, có chung mong muốn được khắc ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống. Đó chính là câu chuyện thú vị về gia đình nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Vi Quang ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Tác phẩm được ghi chương bạc triển lãm sông Hồng năm 2021 là một lễ hội truyền thống của làng Quan Xuyên thuộc huyện Khoái Châu. Để chụp được những cái động tác đẹp rất là khó, phải chấp nhận bùn bắn vào người và máy để ghi được cái hình ảnh. Đây chỉ là một trong số nhiều giải thưởng mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Vi Quang đạt được trong 24 năm kể từ khi trở thành hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên. Và cơ duyên để ông đến với con đường nhiếp ảnh chính là từ cái nôi nghệ thuật của gia đình. Bố tôi là Ngô Vi Tấn, công tác ở tại ti tuyên truyền của tỉnh Hà Đông cũ, chuyên đi phục vụ cái ảnh tài liệu. Trong khi đó mẹ cũng được bố mẹ truyền lại nghề ảnh và biết chụp ảnh phóng sự. Trong suốt những năm tháng say mê với ảnh nghệ thuật, Hưng Yên luôn được ông dành tình cảm đặc biệt. Có lẽ vì thế mà phần lớn giải thưởng nghệ sĩ Vi Quang đạt được đều là tác phẩm tái hiện lại niềm vui lao động sản xuất tại các làng nghề, lễ hội truyền thống đặc sắc hay những khoảnh khắc đẹp của mảnh đất và con người Hưng Yên. Tâm đắc nhất là cái bức ảnh cụ bà hơn 100 tuổi ở cái làng Thủ Sĩ. Gặp cụ ấy thì ngỡ ngàng thấy tuổi già mà cụ đeo kính đan lát rất khéo tay. Bức ảnh ấy đã được triển lãm quốc tế tổ chức tại Việt Nam và tôi rất tự hào là bức ảnh đã được lan tỏa. Và điều đặc biệt hơn nữa là trong 2 năm 2019 và 2021 khi tham gia liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng, chị Ngô Thủy Linh, con gái của nghệ sĩ Vi Quang đều có tác phẩm được chọn trưng bày trong triển lãm. Đó là minh chứng của sự tiếp nối truyền thống gia đình. Ngay từ nhỏ em đã được đi theo bố, đi sáng tác những cái phong cảnh đẹp ở quê hương Hưng Yên, được cái nguồn cảm hứng từ bố nên em đã thi vào khoa nhiếp ảnh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và từ đấy thì càng thôi thúc em hơn. Qua những bức ảnh của Ngô Vi Quang thì chúng ta thấy anh là cái nhóm tốt đầu của Hưng Yên, luôn tìm tòi và quảng bá cái hình ảnh của Hưng Yên, đạt rất nhiều ảnh quốc tế
và đã có những cái góc nhìn rất lạ được phong tặng nghệ sĩ của Hội Nghệ sĩ Việt Nam. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.